Hello mọi người, em Toàn xin chào tất cả mọi người nhá. Mọi người ơi, cho em Toàn gửi một lời chúc sức khỏe tốt đẹp nhất đến tất cả mọi người nhá. Mọi người hôm nay em có một em bình siêu VIP đây mọi người. Một em bình Satsuma cao 35 nhá mọi người nhá. Rất là đẹp luôn. Đây ở viền này vẽ vàng này mọi người này. Toàn bộ đây vẽ vàng và vẽ hạc. Rất là đẹp. Đây có một đôi vịt uyên ương này. Đấy. Và bức tranh chính này là có tướng quân Samurai cầm cung này. Và một vị tướng nữa là cầm kiếm này, vẽ vàng rất là đẹp, mũ vẽ vàng này mọi người này, mũ vẽ vàng, áo vẽ vàng này, rất là đẹp luôn. Những cái chấm bi như này nhé mọi người nhé, đây những cái chấm bi như này, để lát nữa em cho nhấc nó lại. Những cái chấm bi này cũng là chấm bi vẽ vàng nhé mọi người nhé. Đấy, rất là đẹp luôn. Đây cái này, một em bình này quá là chất luôn các bạn. Đây xem những cái con hạc này nó vẽ vàng này, sải cánh nó vẽ bằng vàng luôn, quá là đẹp. Đây, em cho các bác xem cái nắp của nó. Đấy. Cái nắp này thì ở những chỗ này người ta cầm ấy mọi người. Nó có một chút bạc màu bạc đi, nhưng mà nói chung là không đáng kể gì cả. Men men dạn nhá mọi người nhá. Hàng này quá là đẹp luôn. Đây, cho các bác xem cái nắp của nó. Đấy. Cái nắp quá là đẹp luôn. Viền vẽ vàng này mọi người này. Đấy. Cái chuyện của nó cũng đẹp thôi rồi luôn các bạn ạ. Em cho các bác xem này. Đấy. Thì chứ các bác, chuyện quá là đẹp luôn. Con này là nó có cái một cái đường vết dạn ở đây nhé mọi người nhé. Nhưng mà những cái chiếc bình nó sâu tuổi thì nó không thể tránh được đâu các bác ạ. Nhưng mà nói chung là cái này thì nó em báo trên video cho mọi người thôi, nhưng mà thực ra nhìn nó nhìn không thấy được đâu mọi người nhé. Đấy. Đây em búng cho các bác xem. Hàng quá là đẹp luôn. Đấy các bác thấy chưa? Thực ra là như con này nếu mà mình đậy lên như này là nhìn là không phát hiện ra những cái chỗ nào nó bị lỗi đâu nhá mọi người nhé. Em đo chiều cao nha các bác nhé. Chiều cao của nó đây như này. Em bỏ này xuống. Em không có gì em đặt lên nha. Em lấy cái này em đặt nó lên em đo cho nó chuẩn xác. Như này là cao như này là 32 nhé mọi người nhé. 32 cho cái nắp nó lên nữa thì vào như cái nắp này lên nữa vào khoảng tầm 35. Đây cái nắp như này mọi người. Đấy, nắp nó 3 phân này. Nắp nó 3 phân thì nó vào cao khoảng 35. Chiều cao 35 em đo vào bụng nhé mọi người nhé. Vòng bụng của nó là 116 nhé mọi người nhé. Vòng bụng 116 rất là đẹp luôn. Hàng quá là đẹp luôn các bác ạ. Ấy vẽ vàng này. Các bác xem cả một cái vòng này vẽ vàng. Con này là khá là sâu tuổi rồi nhá các bác nhé. Đấy, các bác thấy chưa? Hàng quá là đẹp luôn. Mà các bác nào mà ai mà ưng ý sản phẩm này thì các bác cứ liên hệ với em Toàn qua số điện thoại Zalo là 0962 949 668 mọi người nhé. Đây em cho các bác xem lại. Đấy. Đây là nó có cái vết dạn ở đây nhá các bác nhá. Cái này thì em nghĩ là nó vết dạn nó rất là lâu rồi. Nhưng mà những cái bình thì thực ra là những cái bình mà chơi hàng sâu tuổi nó có những cái vết như thế thì mình cũng không thể tránh được đâu các bạn. Vì một chiếc bình nó sâu tuổi nó cũng làm ngày xưa thì nó cũng không thể tránh được. Nhưng mà nói chung là những cái lỗi đấy thì mình vẫn chấp nhận được, ok. Đây em cho các bác xem nhé. Đấy, đây em quay như này cho các bác nhìn này. Đấy, đây cái đường này đây mọi người nhé.
khá là tuyệt vời luôn các bạn. Thôi em toàn xin phép kết thúc video đây đây mọi người. Thôi em toàn xin chào tất cả mọi người nhé.